nhân vlog khoe hình ảnh lúc còn phèn cách đây 10 năm, nhan sắc thời chưa thẩm mỹ gây sốc. Trải qua một khoảng thời gian khá dài, đến thời điểm hiện tại, người hâm mộ cũng đã quen dần với diện mạo mới của bà nhân vlog và dành những lời khen cho nhan sắc của cô. Chính vì vậy, khi những hình ảnh thuộc còn phèn được chia sẻ, bên cạnh sự nuối tiếc đối với nhan sắc ngày trẻ, nhiều người vẫn dành lời khen cho gương mặt ở hiện tại của nữ YouTuber. Mới đây, trên tài khoản Facebook của mình, bà nhân vlog đã chia sẻ hình ảnh thuở 18 đôi 10 và nhận được sự quan tâm lớn từ người dùng mạng xã hội. Trong bài đăng của mình, nữ YouTuber đính kèm dòng trạng thái từng là thiếu nữ trong vùng quê nghèo. Mượn lời bài hát, cô đã đăng tải hàng loạt hình ảnh ngày trẻ ở cái độ còn là thiếu nữ. Từ hình ảnh có thể thấy, vào thời điểm đó, bà nhân chưa can thiệp y khoa nên gương mặt vẫn giữ được những đường nét tự nhiên nhất. Ngày ấy, nữ YouTuber sở hữu đôi mắt một mí nhưng vẫn to tròn và long lanh. Bên cạnh đó, cô khéo léo lựa chọn cách trang điểm nhẹ nhàng, tôn lên nét đẹp của độ tuổi đôi mươi. Ngoài ra, điểm khác biệt lớn nhất có lẽ là chiếc mũi. Trước đây, sống mũi của cô còn thấp và tròn, không được thanh thoát như hiện tại. Mặc dù những đường nét trên khuôn mặt của bà nhân vlog ngày ấy không quá xuất sắc, nhưng được cho là rất phù hợp với độ tuổi bởi vẻ dễ thương, đáng yêu. Bên dưới phần bình luận, nữ YouTuber chia sẻ thêm, lúc này em vẫn trinh nguyên, chưa qua tay bác sĩ. Đoạn clip sau khi được đăng tải đã thu về hàng chục nghìn lượt tương tác, đa số mọi người đều tỏ ra thích thú và dành lời khen cho nhan sắc ngày trẻ của bà nhân vlog. Bên cạnh đó, không ít ý kiến cho rằng gương mặt hiện tại phù hợp với nữ YouTuber giúp cô xinh đẹp hơn. So với hiện tại, bà nhân vlog đã có những thay đổi đáng kể từ mắt đến mũi, môi nên gương mặt cũng hài hòa sắc sảo hơn trước. Nhiều người nhận xét sự thay đổi này của cô trở nên sang trọng, xinh đẹp hơn. Ngoài ra, nhờ vào những thay đổi cả cách trang điểm của mình từ nhẹ nhàng thiên về nét đáng yêu, nữ YouTuber đã chuyển sang vẻ hiện đại quyến rũ. Nói về hành trình để có được khuôn mặt như hiện tại, là người hâm mộ của bà nhân vlog, hẳn ai cũng biết rằng nữ YouTuber đã phải trải qua không ít khó khăn. Bắt đầu có những can thiệp đầu tiên từ năm 2018, nhan sắc của cô cũng ngày một thăng hạng. Tuy nhiên, đến đầu năm 2022 vừa qua, người hâm mộ lại lo lắng khi biết tin chiếc mũi của cô đã có những dấu hiệu không ổn. Nhân dịp về Việt Nam vào tháng 3 vừa qua, bà nhân vlog cho biết dáng mũi ngày trước bị hỏng, nhìn ở ngoài không được thẩm mỹ cho lắm, vì vậy bắt buộc nhân phải làm lại, nhân cơ hội này thì cũng chỉnh sửa một chút dáng cằm luôn. Được biết, để hoàn thành toàn bộ quá trình này, nữ YouTuber phải chi trả lên đến 200 triệu đồng. Tuy nhiên, ngay sau khi lộ diện với nhan sắc mới, cô ngay lập tức nhận về những ý kiến trái chiều từ phía người dùng mạng xã hội. Bởi hầu hết mọi người đều rất bất ngờ trước sự thay đổi của nữ YouTuber. Thậm chí nhiều người còn cho rằng hình ảnh cô trước và sau thẩm mỹ trông hoàn toàn khác biệt. Bộc bạch trên trang cá nhân, nữ YouTuber từng nói, từ khi sửa lại mũi, nhân nhận về rất nhiều ý kiến, từ khen đến chê. Một người bình thường bị một hai người chê thôi cũng đủ buồn, huống chi nhân làm mũi xong phải quay cho cả tỷ người xem bằng camera thường. Thật sự nhiều lúc bị nói mà buồn đến mức không muốn quay nữa. Nhưng vì đây là công việc, không là nhân thì không ai thay được. Đáng lẽ ra, mũi phải đợi ít nhất 3 đến 6 tháng về form thì nhân mới quay video. Nhưng vì tính chất công việc nên nhân phải quay mỗi ngày, chấp nhận cả những ý kiến trái chiều. Hiện tại, nhân không dám nói gì ngoài từ đợi. Nhiều bạn nói nhân sửa cho quay lại như xưa đi. Nhưng đã đợi chờ không được, giờ có sửa lại cả tỷ lần thì cũng kêu nhân sửa lại thôi. Đợi được đi rồi tính tiếp. Bà nhân vlog là một cái tên đã quen thuộc đối với những khán giả của nền tảng YouTube. Cô sở hữu kênh YouTube riêng với hơn 637.000 lượt đăng ký. Điều mà người xem thích thú hơn cả ở cô, đó chính là tinh thần lạc quan, tích cực với cuộc sống. Kể từ sau chuyến đi về Việt Nam dịp Tết Nguyên đán 2022, Đức Nhân càng nhận được nhiều sự chú ý hơn. Cô không chỉ lo lắng cho gia đình mình mà còn dùng tiền riêng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Cũng chính vì vậy mà dân tình lại càng dành cho cô thêm nhiều thiện cảm hơn.